Hồi ký chiến trường ca. Tổ Tam Tam. Tác giả Lê Thái Thọ, cựu chiến binh đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 9. Hỡi lính xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Phần 4. Bữa nhậu vừa kết thúc là đội chúng tôi lại lên đường. Tôi lại trở về với B của anh Nhạn, với khẩu RBD quen thuộc, và anh lính còn đang trong trạng thái lơ mơ, đi trên bờ ruộng mà thỉnh thoảng lại loạn choạng bổ nhào xuống ruộng, lõm bọng nước. Tiếng cười vẫn rộ lên. Chúng tôi lại nhằm hướng nam, nơi có con lộ nhỏ không tên vừa đánh bữa trước. Trời tối, chúng tôi tập trung tại một căn nhà nhỏ ở Phum Prekoki. Sau khi chính trị viên tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị anh đứng trên một mô đất cao nói với chúng tôi đợt chiến đấu sắp tới sẽ diễn ra quyết liệt tính bất ngờ có thể không còn nữa nhưng tôi xin hứa với các đồng chí các đồng chí cứ yên tâm chiến đấu nếu đồng chí nào chẳng may hy sinh chúng tôi dù rằng phải hy sinh thêm ba bốn đồng chí nữa để mang xác các đồng chí về chúng tôi quyết không để các liệt sĩ nằm lại trận địa trong chiến đấu đối với người lính cái sợ nhất có lẽ là bị đồng đội bỏ rơi mình Nằm trong tay địch Dù còn sống hay đã chết Nghe chính trị viên nói vậy Chúng tôi cũng yên lòng phần nào Do kết quả của những bữa ăn xả láng vừa qua Bụng tôi lại có vấn đề Chết thật Khổ vì cái mồm Người mệt dã rời Đêm ấy tôi ngồi gác để cho anh Nhạn và thằng Màu Người tam đảo Vĩnh Phúc Lính mới tò te bổ sung vào bê tôi Thay cho thằng Minh cho đi ngủ trước Đang gác Người tôi bỗng lạnh run Hai hàm răng va vào nhau cầm cập Chân tay run lẩy bẩy Bỏ mẹ rồi, sốt rét Từ chỗ tôi ngồi gác vào đến hầm thùng Nơi anh nhạn đang nằm Chỉ có khoảng chưa đến chục mét Mà tôi bỏ mãi mới vào đến nơi Tôi thì thào báo cáo với anh nhạn Anh nhạn ra gác thay cho tôi Và bảo tôi thôi vào hầm nằm đi Thằng màu lấy hết màn, tăng, ni lông đắp lên người tôi, lấy hai viên quy cho tôi uống vẫn run cầm cập thằng màu liền đè cả người nó lên người tôi cho ấm ôi cái tình đồng đội sao mà ấm áp đến vậy đáng quý thế màu ơi bây giờ em đang ở đâu sáng hôm sau người tôi ê ẩm rã rời các khớp xương như muốn long ra từng đoạn cơn sốt đã dứt nhưng tôi vô cùng mệt tôi liền báo cáo với anh nhạn xin phép cho tôi được về cứ anh nuôi nghỉ ngơi ít ngày cho lại sức anh nhạn trầm ngâm một lúc rồi động viên tôi. Thọ, nếu bê mình còn nhiều người thì anh sẽ đồng ý cho em về cứ. Nhưng em xem, cả bê bây giờ còn có ba anh em. Nếu em về nghỉ thì còn mỗi anh và thằng màu, ú a ớ, nó chưa đánh đấm bao giờ. Thôi, em cố gắng một chút nhá. Em đưa khẩu đồ BD cho anh, còn em cầm khẩu 179 này cho nó nhẹ. Lần đầu tiên tôi thấy anh nhẹ nhàng đến vậy. Tịnh không thấy một tiếng đủ má đủ cha trong câu nói của anh. Tôi lặng lẽ cầm khẩu M79 và dây đạn anh đưa. Tôi còn biết nói gì nữa. Trung đội đã hao tổn quá nhiều trong suốt những trận đánh vừa qua. Mỗi người lại còn phải cố dáng lên một chút vậy. Chúng tôi cũng không ngờ rằng trận đánh chiếm chi phu lần này lại nhàn đến vậy. Khi tiểu đoàn 3 lên đến nơi, các đơn vị bạn đã giải quyết xong. Chúng tôi thong thả hành quân hướng về cầu Tà Yên người mệt mỏi dã rời sau trận sốt rét. Tôi đi rất chậm và nghỉ liên tục. Mãi đến trưa, chúng tôi mới lên đến nơi. Do anh nuôi không thể đưa cơm lên kịp, chúng tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ cạnh cầu Tà Yên để nấu cơm ăn trưa. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi rẽ xuống con đường nhỏ ở bên tay trái hướng về phun vào đây cô gốc. Chiều tà thê lương, vắng lặng không một tiếng súng. Không gian quạch đắng mùi tử khí chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp những xác người địch hay dân đây, xác châu bò hoặc vừa chết hoặc chết đã lâu bốc mùi sặc sụa, vòng vèo mãi đến lúc trời tối mịt chúng tôi mới tới được Bray Ambin mệt dã rời cả trung đội mà cũng chỉ còn có ba mống chui vào trong một căn lều sát ngay cạnh đường chẳng kịp mắc võng tôi lăn ra đất ngủ một mạch sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mới nhận ra Cả bọn nằm ngủ trong chuồng bò phần vẫn còn đầy ở trên mặt đất chúng tôi lại thi nhau đào hầm, xác định vị trí xạ kích, buổi chiều sang C14 tìm thằng Long, xem nó có ổn không, hơn nửa tháng đánh liên miên, cũng chẳng kìm để ý đến nhau nữa, đang đi bỗng thấy tiếng gọi thọ ơi ý ới, hoa ra bọn thằng Trương bên C12, ở phố ngõ trạm, chúng nó vừa bắn chết mấy con trâu thấy tôi chúng nó gọi vào để ăn thịt trâu luộc chấm với muối ớt anh em xa lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng vui quá thể sao chúng mày không xào thịt trâu lên ăn có phải ngon hơn không tôi hỏi làm gì có mỡ mắm muối thôi cứ luộc lên mỗi thằng một tảng thịt nhiều vô kể cả mấy con trâu chúng nó chỉ xẻo lấy cái quẩy mông đùi sau và tim gan còn thì vứt tất thật phí của rời. Hôm sau chúng tôi nghỉ ngơi và bổ sung thêm trang bị. Tôi nhận khẩu B40, còn khẩu RBD giao lại cho thằng Màu. Tôi hướng dẫn cho Màu cách tháo lắp, cách sử dụng khẩu súng. Thằng Màu thủ thỉ kể cho tôi về gia đình, về bản thân nó. Đang ở nhà chăn trâu, nó phải đi bộ đội. Huấn luyện chỉ hơn một tháng đã phải lên đường vào đây. Nó chưa được bắn một phát súng nào. Nó bảo với tôi, Anh ơi, Lúc nào các anh chạy Anh nhớ bảo em với nhá Yên tâm đi Nhưng sao mà phải chạy Tôi lên giọng lính cựu với nó Thì em nghe thấy mấy anh bảo Thỉnh thoảng mình vẫn bị miên nó đánh cho chạy re kèn mà Tôi bảo nó mang súng ra ngoài hầm phía sau Lúc nào nghe thấy tiếng súng bọn miên bắn Thì cho nó bắn thoải mái Lúc nào nghe tiếng súng mà nó thấy hết sợ thì thôi Đến khoảng nửa đêm hôm ấy Đại đội chúng tôi được trinh sát trung đoàn dẫn đi đánh phối thuộc với trung đoàn 2. Đêm tối như hũ nút, tôi cứ bỉ bõm bước thấp bước cao, theo sát anh nhạn đi ở phía trước. Cứ có lệnh nghỉ tại chỗ là tôi đặt ịch giá đạn xuống đất, không thèm tháo nó ra khỏi vai, và tranh thủ nhắm mắt. Buồn ngủ quá. Chúng tôi đi theo một bờ đê của con sông, chạy về thị xã Sở Vây Dương. Đang vừa đi vừa ngủ ga ngủ gật, bỗng ủng. Tôi phi cả người xuống sông, Thằng màu vội vàng kéo tôi lên Xung quanh chúng nó cứ bịt mồm cười khảnh khạch Chính sát trung đoàn không bắt được liên lạc với trung đoàn 2 Chúng tôi lại quay về vị trí cũ Đêm hôm sau cũng vẫn như vậy Chúng tôi cứ ra đi lúc nửa đêm Và về lúc gần sáng Sáng hôm sau anh nhạn cầu nhỏ với tôi Đi đột ban đêm Mà giày của mày cứ lép ba lép bép Lộ mẹ nó mất Nhưng nước nó cứ tràn vào giày của em Đi nặng chỉnh trịch Tôi cãi để má, mày ngu lắm Lấy dao chặt cái mũi dài đi Nước có vào chỉ cần chống mũi xuống là ra hết Lại một bài học bổ ích cho tôi Tôi và thằng Màu lập tức thực thi mệnh lệnh Chiều ngày 6 tháng 7 năm 1978 Trời mưa tầm tã Trung toàn tôi được lệnh lên chiếm khu nhà tôn Nằm ở giải đất cao Nhô lên ở phía trước Phum Prey Âm Bin Vừa lên khoảng được hơn 100 mét bọn địch đã phát hiện thấy chúng tôi. DKZ B40 B41 đạn nhọn của chúng bắn xối xả vào đội hình của ta. Không thể lên được, sau hơn một tiếng nằm úp mũ lên, che mặt ngủ giữa trời mưa. Chúng tôi được lệnh rút về vị trí cũ. Chiều hôm sau, hội nghị quân chính đại đội được tổ chức. Anh Han Den, người Thanh Hóa lính 74, nguyên B trưởng cuối 82 bên C14 được điều về thay anh Bình Trắng vừa bị thương hôm trước làm đại đội trưởng. Anh Han người to cao, đen, nói năng mạnh mẽ, dứt khoát, chứ không nhỏ nhẹ như anh Bình. Hội nghị trình bày phương án tác chiến của ngày mai. Ngày mai chúng tôi vẫn đánh lên khu nhà tôn phía trước, nhưng phương án có sự thay đổi. Bên tay phải chúng tôi, trung đoàn 2 đảm trách, khu vực giữa là trung đoàn 3, bên tay trái là trung đoàn vàm cỏ. Trung đoàn tôi là dự bị của sư đoàn, tiểu đoàn 3 là dự bị của trung đoàn còn C11 của tôi là dự bị của tiểu đoàn. Trợ chiến gồm có 4 chiếc M113 của lữ 22, pháo 155 của quân đoàn 300 quả, 2 khẩu 105, 2 khẩu 85 nòng dài, 2 khẩu 37 của sư đoàn hạ nòng bắn thẳng, quá chuẩn. Thế thì chúng mày có mà nát như tương. Tại đội tôi lại là dự bị của dự bị, ba lần dự bị thì có mà ngồi chơi xơi nước. Tôi sung sướng thầm nghĩ như vậy. 5 giờ 30 phút sáng, ngày 8 tháng 7 năm 1978, tiếng pháo quân đoàn, sư đoàn đồng loạt nổ. Tôi ngồi thu lưu cùng đồng đội, trên lũy đất mọc toàn cây le. Nhìn thấy toàn cảnh của trận chiến, còn hay hơn cả xem phim giải phóng của Liên Xô. Tiếng ủng hoàng pháo ta nện dữ dội tiếng 105 âm âm nặng nề, tiếng 85 thì thẳng căng đành sắc, tiếng 37 ly dồn dập, những chớp lửa lăng nhăng giật bay mái tôn, khói bốc lên quẩn quẩn. Chà chà, quá sướng, quá đã, phát này thì chúng mày tan xương nát thịt rồi. Pháo vừa chuyển làn, xe M13 lư lư tiến sau bộ binh của trung đoàn vàng cỏ, hai trung đoàn 2 và 3, bộ đội cũng bắt đầu sung phong, thoát ẩn thoát hiện sau những cây thốt nốt nhưng sao thế kia một chiếc M113 bị dk của địch bắn cho tung xích bộ đội lao lên rồi ngã xuống ôi sao bị nhiều thế kia ngã nhiều quá các đơn vị vận tải lao lên khiêng vác thương binh tử sĩ về tuyến sau đang mải chăm chú xem phim tôi bỗng nghe tiếng thông tin aiwat đứng cạnh tôi 919001 919001 thôi bỏ mẹ rồi mã 919001 là ký hiệu của đại đội tôi. Chắc có khó khăn nên đơn vị dự bị phải vào trận rồi. Mà cái trò đánh đã không thắng thì dự bị phải lao vào chỗ đang khó khăn nhất. Dĩ nhiên, tôi sốc giá đạn lên vai, tay sách thêm một quả B40. Anh Hàn dẫn chúng tôi lao ra hướng của trung đoàn 3. Tuyến tiến công vướng toàn sinh lầy. Chúng tôi cứ phải lao men theo bờ ruộng. Thảo nào mà bộ đội bị thương vong nhiều như vậy bọn địch cứ nhằm bộ đội ta đang di chuyển rất chậm do vướng sình mà bắn. Lại ngã rồi. Tôi lao lên nhằm thẳng phía trước. Úng oanh. Tôi nổ súng. Tai tôi ủ đặc đi. Nhớ lời anh nhạn dặn. Tôi làm luôn một phát nữa. Thông tai rồi. Bắn B40, B41 khi vào trận là cứ phải làm liền hai phát để thông tai. Rút kinh nghiệm đã được chứng kiến. Tôi không chạy theo bờ ruộng vì sợ bị địch bắn tỉa ba chúng tôi lội ào xuống sình chạy tản ra phập phập chiếu chiếu đạn đại liên của địch xiên vèo vèo trước mặt tôi tôi lấy quả đạn thằng màu đang cầm cắm ngay vào nòng nhìn thấy ổ đại liên của địch đang nhả đạn tôi bóp cò Ung, oang trượt mẹ nó rồi tôi nằm chúi đầu xuống ven bờ ruộng phập phập đạn đại liên của địch cay ngay trước mặt tôi chắc thằng này đã nhìn thấy tôi rồi không thể di chuyển đi đâu được vì xung quanh toàn sình lầy nằm đây chắc chết quá tôi thầm nghĩ vậy lại phập phập chiêu chiếu cằm tôi bỗng giật lên thôi bỏ mẹ dính rồi máu chảy đỏ ngực áo anh nhãn em dính rồi tôi vừa nhòm dậy định rút thêm quả liều đạn thì bụp tôi thấy toàn thân tê dại một viên đại liên nữa của địch phá nát bàn tay phải của tôi tôi hét lên anh nhãn em lại bị phát nữa Nằm im Tao sẽ băng cho Để má Sao trận này dính nhiều thế Anh An xe trưởng thấy tôi bị thương liền trồm sang Vớ ngay khẩu B40 của tôi lắp đạn và bóp cò ùng, Oang Tiếng đại liên địch im bặt Quá đau Tôi thò tay lại Giúp con dao găm chiến lợi phẩm Mà tôi rất quý Cắt tất cả dây đeo giá đạn Bỏ luôn cả túi mỉm Claymore Trong đó có sổ sách đồ dùng cá nhân cả con dao quý báu của tôi nữa vứt vứt hết tôi nghe tiếng anh nhạn hét ầm lên để má thằng han nhá mày làm cháy hết người ông rồi thì ra trong khi đang loay hoay để bò sang chỗ tôi anh nhạn đã bò ngay sau khẩu b bốn mươi đúng lúc anh han nổ súng tiếp cả quần lửa chùm lên lưng anh nhạn anh han hét chửi cái cc mày và thằng thọ băng bó xong cố chạy về tuyến sau đi nằm đây đợi vận tải thì có mà toi cả lũ anh nhạn lao đi Cái áo đã bay đi cả mảng Để trần ra tấm lưng đỏ như tôm luộc Ra lật từng đám trông thật sợ Tôi tê dại nửa người Nhưng nằm đây thì chết là cái chắc Tôi cố gắng vùng dậy Cứ theo bờ ruộng mà chạy về Bọn địch chắc nhìn thấy tôi Liền bắn theo chiều chiếu Vừa nhìn thấy hầm cối 60 của đại đội Tôi phi cả người lao xuống Bọn ở cối 60 giúp tôi Băng lại vết thương ở cằm và ở tay một viên sượt qua xé rách cằm, còn một viên xuyên qua lòng bàn tay phải, làm toác lòng bàn tay và cổ tay tôi. May rồi, nếu viên ở cằm mà dịch lên chút nữa, thì có mà đi buôn hoa quả sớm. Hóa ra ở đời chết cũng không phải dễ. Ngồi ở hầm cối của đại đội, tôi chứng kiến trận đánh tiếp tục. Bộ đội ta vẫn không thể nào tiến lên được. Để ma, phải mang bọn trinh sát ra mà chém đầu. Ai lại vạch hướng tấn công toàn bãi sình lầy thế này, chết là phải. tôi lầm bầm. ở hầm bên cạnh trung đoàn trưởng trung đoàn một trung tá ba c đứng theo dõi trận đánh cùng mấy vị chắc là sĩ quan tham mưu. ông buồn bã sao dính nhiều thế này. tàu thường mấy thằng lính chết trẻ quá. hai chiếc m một ba còn lại đang diên dỉ bò về theo đường lộ. một sĩ quan tham mưu bảo tôi thôi thằng em ra lộ bảo mấy thằng m một nó cho về phẫu trung đoàn Chắc đơn vị cũng sắp rút rồi Thế là thua Thua đau đớn Tôi cứ tưởng rằng trận đánh này Sẽ vô cùng nhạt nhã Binh hùng tướng mạnh thế kia mà Ngờ đâu lại tan tác đến vậy Tôi chán trường đau đớn Cả thể xác lẫn tinh thần Loạn choạng ra lộ Mấy lính trên xe kéo tôi lên chiếc một 13 Chạy thẳng về trạm phẫu trung đoàn Tại An Tam Mốc Lúc đó là 11 giờ Ngày 8 tháng 7 năm 1978. Tại trạm phẫu trung đoàn, thương binh nằm la liệt khắp nơi, tiếng kêu la, tiếng riêng dị, những khuôn mặt méo đi vì đau đớn. Cánh tay tôi giờ đã sưng vù, to như bắp chuối, làm phồng căng cả tay áo K74. Tôi ngồi dựa lưng vào một nhà sàn, nhìn ngó xung quanh. Trận đánh này trung đoàn chắc thiệt hại nặng. Hóa ra trận nào mình chuẩn bị tinh thần để vào trận ác liệt thì lại nhàn trận nào mình tưởng nhàn như đi chợ thì lại bị đánh đến biêu đầu mẻ chán thương binh được phân loại ngay trọng thương trung thương khinh thương bộ phận chủ yếu là phân loại thương binh băng bó và phát quần áo cho anh em nào quá rách cho anh em ăn tạm bát cháo để lấy lại sức những chiếc xe tải chở thương đi lại tấp nập tôi được băng bó sơ qua phân loại là trung thương rồi quẳng lên một chiếc xe trở về phẫu của sư đoàn đóng tại chi phu. Tại Phẫu chi phu, bác sĩ Cường người Hà Nội cùng khối 68 tiểu khu hàng chống với tôi. Thấy bác sĩ bảo vậy, hay cũng là một cách động viên. Trực tiếp chăm sóc vết thương cho tôi. Nhìn vết thương đầy bùn đất, bác sĩ bảo: "Để tránh bị nhiễm trùng uốn ván, tốt nhất là em để anh cắt bàn tay đi cho nó an toàn." "Ấy, anh ơi, anh mà cắt cụt tay em thì em còn làm ăn được gì?" Tôi nghĩ đến bàn tay viết lách này cụt lủn, chán chẳng buồn chết. Anh cố gắng giữ cho em, tôi nài nỉ. Bác sĩ không nói gì. Anh cắt lọc rồi đổ oxy già vào rửa vết thương. Anh đổ vào hết vết thương của tôi một lọ penicillin rồi khâu túm lại. Anh chỉ sơ cứu tạm thế này, chiều về Sài Gòn các bác sĩ ở đấy sẽ xử lý tiếp nhé. Chiếc ô tô tải thương của sư đoàn chờ tiếp chúng tôi về bọc bài thì dừng lại. Các má các chị ở đây xúm lại, đỡ bọn thương binh chúng tôi xuống xe. Nào là nước mía, nào là bánh ú, bánh mì. Nhưng tôi thì không uống nổi, nuốt nổi. Phần thì đau, phần thì sợ uống vào, sẽ loãng máu mà chết. Chiếc máy bay UH-1A phành phạch đến đón chúng tôi. Quả này có khi được về thẳng viện 108 cũng nên. Tôi thầm nghĩ vớ vẩn như vậy. Lên máy bay, do rung lắc mạnh, một thương binh trong số bọn tôi bị thương vào đầu, ọc máu ra. Từ thương binh, anh đã chuyển sang từ trần. Tôi nằm tiếp đi trong cơn đau và mệt mỏi. Sân bay tần sơn nhất, buổi chiều nóng rẫy, hơi nóng phả từ đường băng bốc lên ngột ngạt. Chiếc HU-1A từ từ tắt máy, những chiếc xe cứu thương đợi sẵn từ bao giờ, nhanh chóng áp sát. Mấy cô y tá trẻ măng, mặc áo và lưu trắng toát, nhẹ nhàng chuyển chúng tôi, từ máy bay xuống xe. Đồng chí liệt sĩ được ưu tiên một mình một xe. Còn chúng tôi cứ ba, bốn thằng, một xe cùng y tá, lao nhanh về viện. Vừa đi, xe vừa hú còi inh ỏi. Chúng tôi đến viện mùa một, một năm, ở đường Nguyễn Tri Phương thì phải. Và nhanh chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cắt lọc lại, vết thương của tôi được khâu vá và định vị lại phần xương mỏng, chân quay bị vỡ. Rất may là không phải cắt cụt mừng hết biết. Ngày hôm sau, tại phòng bệnh viện trên tầng 2, tôi nằm cùng với một lính của F341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết, nó cũng là người Hà Nội, nhà ở trên đường Tây Sơn, đối diện Gò Đống Đa. Ngày mai nó có tên trong danh sách đi A, sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện 103 trong Hà Đông. May quá, tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi. Đến bây giờ tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen lấy tên gì, số nhà bao nhiêu ở đường Tây Sơn. Thật là ân hận. Chỉ biết rằng chỉ 3-4 ngày hôm sau, gia đình tôi đã biết tin về tôi. Phòng bệnh tôi nằm điều trị rất đông thương binh, phải đến 50 giường, chia làm hai dãy. Thương binh đủ các loại, từ các mặt trận gửi về. Sáng sáng đó đây vang tiếng, tá bô, tá bô, ẩm ỹ. Lẽ ra phải gọi y tá ơi Cho tôi xin cái bô Cả phòng chỉ có hai em y tá phục vụ Làm sao để cho kịp bô cho các bố được Mà chỉ chậm một chút Là các bố bĩnh ngay ra giường Thật quá quắt Đã vậy mấy ông thương binh nặng Lại còn chơi khăm Họ bố trí cho hai thằng Ở hai đầu cùng nhau gọi bô Chưa xong cho thằng đầu Thằng ở giữa phòng lại gọi Cứ thế họ hành hạ hai cô bé Đến là tội phục vụ tôi là cô y tá tên mai người sài gòn nói năng nhỏ nhẹ không biết cáu bao giờ mặc cho các thương binh cáu gắt giận dỗi mai vẫn nhẹ nhàng làm tốt công việc theo chức trách nào đưa thương binh đi tắm nào thì đi xem tivi nào thì mắc màn tôi vô cùng biết ơn và cảm phục cô y tá ngày ấy tôi biết ơn bác sĩ chín người bác sĩ quân lực việt nam cộng hòa đã nhiệt tình chăm sóc vết thương cho tôi Tôi cũng nhớ mãi cái cách tiêm của bác sĩ Trông sợ vô cùng Bác sĩ cầm xi lanh trên tay Phi đánh phập một cái vào bắp Rồi bơm thuốc Nhưng lại chẳng gây đau cho thương binh chúng tôi Tôi nằm cùng với một cậu ở F7 Cậu ta bị thương vào ổ bụng Hai thằng chúng tôi cứ thay nhau Hôm nay mày báo ăn cháo sữa Thì tao báo ăn cháo thịt Ngày mai lại ngược lại Cháo thịt thì mỗi suất nửa chậu Cháo sữa thì một ngày một hộp ông thọ Hai chúng tôi ăn chung một suất cháo thịt vẫn không hết Sữa thì cuối tuần gom lại Ra ngoài bán 7 đồng một hộp Tiền tiêu thoải mái luôn Tôi nhờ nó viết thư cho ông anh rể của tôi Lúc ấy đang là bộ đội ở quân khu 9 Từ ngày gửi thư Chiều nào tôi cũng ra cổng viện mong ngóng anh Mong hoài mà chẳng thấy tâm hơi đâu Buồn thật Vết thương của tôi cũng liền miệng nhanh chóng tôi được chuyển về quân y viện 4 của quân đoàn tại căn cứ sóng thần Bình Dương. Cuối tháng 7 năm 78, tôi ra viện về đơn vị tiếp tục chiến đấu, lại vòng vèo sóng thần đồng dù chẳng lớn. Lần này tôi đi một mình với phương tiện tự túc. Cuối cùng, bước chân của tôi đã dừng lại cứ ba lô của đại đội tại Mộc Bài. Trong cứ cũng toàn thường mình. Tôi dừng lại cứ một ngày. Đến ngày 27 tháng 7 năm 78 Thì tôi quyết định đi bộ lên chốt Lúc ấy trung đoàn tôi vẫn ở Nam Brasut Đóng tại Tiung. Còn tiểu đoàn 3 chốt tại Phum Chama. Chẳng mấy chốc tôi đã đến Ba Vét Chỉ huy ở sư đoàn 9 đang trú tại đây Mệt Tôi ghé vào nghỉ dừng chân tại dãy nhà đầu tiên Đây là dãy nhà của phòng hậu cần sư đoàn Thấy tôi một thương binh còn đang băng quấn kín tay. Mấy anh trong ban quân nhu sư đoàn mời tôi vào ngồi nghỉ uống nước. Hôm đó đúng ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, nên bàn còn có bánh kẹo, bia. Tôi đang ngồi nói chuyện, một chiếc xe đốt hồng thập tự. Dừng lại đỗ ngay ở ven đường, anh lái xe bước vào xin ngụm nước, chắc đã quen nhau. Mấy lính quân khu hỏi, xe chở gì vậy anh? À, chờ một tự sĩ của C11-G3-E1. Anh lái xe trả lời. Nghe đến vậy, tôi giật thót. Đúng đại đội tôi rồi. Tôi thoáng nghĩ đến thằng Minh. Lúc này chắc nó đã ra viện. Mình nặng như thế mà còn đi viện chưa đến một tháng mà vết thương của nó thì... Nghĩ đến đó, tôi hỏi anh lái xe. Anh ơi, cho em hỏi chút. Liệt sĩ tên là gì vậy? Long, Lê Phú Long, Hà Nội bị lĩnh một trọn quả AT vào dạng sáng nay. Trời ơi, anh lái xe chắc nhầm đơn vị C14 thành C11. Lòng ơi, mày đã bị sao rồi? Tôi chạy vội ra xe, chiếc xe đốt cũng thấp. Tôi nhìn vào xe, thằng Lòng nằm đó, mặt nhắm nghiền, một mảng ngực và cánh tay trái bị bay đi đâu mất. Máu, máu đông lạ đen đặc. Lòng ơi, thế là tổ tam tam của chúng mình đã mất đi một thành viên. Thế là cái lời nhắn nhủ trên bãi cỏ trước cổng M36 đã một phần biến thành hiện thực. Thế là hết những mộng mơ về cổng trường đại học của mày. Thế là hết rồi Long ơi. Chiếc xe chở Long đi rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Những đám bụi cuốn theo bánh xe mở dần, rồi khuất hẳn, nước mắt tôi giản ruộng. Không còn bụng dạ nào để tiếp tục ngồi uống nước tôi lập tức tiếp tục lên đường. Bước chân bây giờ trở nên nặng nề. Những hình ảnh của thằng Long cứ bám giết lấy tôi đến tận nơi tiểu đoàn đứng chân. Người đầu tiên tôi gặp là thằng Hoan, Nguyễn Công Hoan ở phố HT. Nó cùng C14 với thằng Long. Nhưng thằng Hoan làm liên lạc cho đại đội. Tôi hỏi Han tình hình về cái chết của thằng Long. Nó cứ ú à ú ớ. Cái thằng này cho đến bây giờ cũng vậy. Cứ động nói đến những năm tháng khói lửa ngày xưa là nó có vẻ chẳng mặn mà. Hắn chỉ thích nói đến việc xây dựng kinh tế gia đình, làm ăn buôn bán. Mặc dù bây giờ vẫn đang đeo quân hàm trung tá hay thượng tá gì đó. Buồn hết sức cho những người đồng đội chóng quên quá khứ như vậy. Nếu mày có đọc được những dòng này, mày đừng giận tao. Điều đó cũng lý giải tại sao tao ít ghé qua nhà mày. Bởi gặp mày, tao cũng chẳng biết nói chuyện gì cả. Thứ lỗi cho tao hoàn nha. Tôi nhanh chóng hỏi đường với C11, đội quân thân yêu của tôi, nơi mà thằng Minh đang làm tôi lo lắng, đến cháy ruột gan. C11 của tôi kia rồi. Đại đội nằm bên một khoảng đất tương đối rộng. Hầm quan sát ở đại đội nằm ngay cạnh ven đường. Băng qua khoảng đất rộng là hầm tiền tiêu của thằng Minh. Nhìn thấy tôi, thằng Minh chạy lại ôm chầm lấy tôi, tuè tuét cười. Mày về rồi đấy à? Thế vết thương có nặng không? Mày bị mà tao chẳng biết nằm ở đâu đến chơi. Nó hỏi tôi một hồi. Làm tôi chẳng kịp trả lời. Thôi, mày về hầm tao. Thằng Minh phán. Nó chẳng cần biết tôi có được đại đội phân về ở với nó hay nữa không. Nó cứ làm như nó là đại đội trưởng không bằng. Nó rủ tôi qua chỗ bốn cây tốt nốt, mọc thành hàng, trải ni lông ra, rồi hai thằng nằm nói chuyện. Chuyện nó đi viện ra sao, nó bỏ đi chơi Sài Gòn như thế nào Chuyện đánh đấm vừa qua Ai còn ai mất Chuyện nó mới nhận được thư trăng sáng Nó khoe Nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi Thằng Minh nói giọng đầy phấn chấn Trong thời gian tôi đi viện Đại đội có nhiều thay đổi Thằng Màu cũng bị thương Trong đơn vị xuất hiện toàn chiến sĩ mới Cán bộ chỉ huy cũng mới Nó bây giờ chuyển sang bắn b Tôi thông báo cho nó vụ thằng Long bị dính Nó lặng người trầm ngâm Đến bây giờ nó mới được biết Thằng Minh có vẻ rắn giỏi và trưởng thành lên nhiều Nằm nói chuyện với tôi Nghe 12 ly 8 của địch nổ toang toác Mà tôi thấy nó hầu như chẳng để ý gì Còn tôi cứ giật mình thon thót Bạn không biết chứ Gần một tháng được nằm nơi hòa bình Phố phường đô hội Cơm có người bưng Nước có người rót tắm có người kỳ lưng con người ta chóng hư quá những phản xạ được nhờ trải qua trận mạng bỗng biến đâu mất cả giờ đây nghe tiếng đạn nổ đầu nòng cũng giật bắn mình trong sâu thẳm le lói trong tôi một nỗi sợ mơ hồ chán thật đến cuối giờ chiều đại đội gọi tôi lên đại đội trưởng mới thông báo cho tôi biết theo thông báo của tiểu đoàn do vết thương của tôi chưa ổn định nên tiểu đoàn quyết định tôi sẽ về tập trung tại trung đoàn để đi ăn dưỡng một thời gian. Khi nào vết thương bình phục hoàn toàn sẽ trở về đơn vị. Tôi vừa mừng, vừa buồn, lẫn lộn. Tôi lại sắp xa thằng Minh rồi. Đến bao giờ mới gặp lại nó đây? Chiều ta, tôi lên đường trở lại sở chỉ huy trung đoàn. Thằng Minh tiễn tôi đến tận quan sát sở tiểu đoàn. Tôi và nó dặn dò nhau đủ thứ. Với vẻ tần ngần, nó lấy ví Chiếc ví nhựa màu xanh có in hình một cô gái, nghiêng đầu cười nháy mắt quen thuộc. Nó rút ra, đưa cho tôi một tấm ảnh chân dung. Tấm chân dung nó chụp nghiêng, mặc quân phục sao tuyết đàng hoàng hồi ở Xuân Mai. Tao tặng mày tấm này, mày cầm lấy làm kỷ niệm thọ nhá. Giọng thằng Minh nghe trường xúc động, tôi chưa từng thấy nó như thế bao giờ. Mày vớ vẩn, tao chỉ đi ăn dưỡng một thời gian rồi tao lại về. Tôi gạt đi, tôi đã từng chứng kiến những linh cảm những kiêng cữ vô cùng chính xác nhưng vô cùng khó giải thích của những người lính chiến chúng tôi tôi lo sợ rằng hành động của thằng minh như thế này có lẽ báo trước một điều gì đó chăng mày cứ cầm lấy cho tao vui nếu khi mày trở lại đơn vị mình còn gặp nhau lại thì tao sẽ xin lại thằng minh nói dứt khoát thế là đúng rồi thằng minh chắc đã có những linh cảm rất rõ ràng nên nó mới hành động như vậy. Tôi nhận tấm ảnh từ tay thằng Minh mà trong lòng buồn rượi. Tôi linh cảm rõ ràng lần gặp nhau này của chúng tôi là lần cuối cùng. Mày ở lại cẩn thận nhé. Minh! Tôi xúc động dặn dò. Cứ yên tâm đi. Nó tuét miệng cười. Nó muốn làm tôi vui đây. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Nước mắt tôi trào ra. Thôi, mày đi đi. Nó đẩy tôi ra rồi quay đầu dạo bước. Tôi đứng nhìn theo cái dáng cao gầy của nó, mãi cho đến khi bóng nó quất sau dạng le ở ven đường. Tôi trở về trung đoàn trong những bước đi nặng nề. Quãng đường không xa, mà sao cảm thấy như là vô tận. Hết phần 4. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5.